tuyệt đối giữ đúng vị trí của mình, chứ không phải là một thanh niên phát triển mối quan hệ một cách mập mờ với con gái tôi. Điều tốt đẹp nhất mà cháu từng mong muốn là một tuổi thơ có bố. Bác có trả lại được cho cháu không ạ? Bản thân anh nó cũng sẽ có những cám dỗ anh không thể vượt qua. Cảm ơn anh đã dừng lại đúng lúc, là chúng ta không phù hợp. Đó không phải là lỗi của anh, đó chỉ là sự lựa chọn. Mà lựa chọn của hai chúng ta từ đầu đã không giống nhau.